Ăn nào? Ăn nào bên đâu? Đây hả? Gọi vô. Kia thì con vô trong kia đi. Mời đại đi. Đây món nào? Cái này hả? Cái này ăn được không? Cái này cái này phải không? Cái này là thịt hả em? Dạ đúng rồi, thịt bò. Thịt bò hả? Có cái này cơm với là có ăn này phải không? Mở phần này đi em. Phần này là 80 ngàn được không? Hả? 80 ngàn. Không, phần này 80 ngàn luôn. Ừ. Còn ăn nào nữa? Những cái đó thôi ha. Cái này tôm hả em? Dạ đúng rồi, tôm với mực hả? Lấy cái phần này với phần này em. Dạ rồi, uống nước gì không anh? Lấy coca với... Hai cái tẩy kìa. Ôi coca không có gì mà, có Pepsi gì. Pepsi à? Pepsi. Pepsi. Chia làm hai. Nước ớt lạnh. Lạnh không? Uống thử coi. Cái này lạnh. Ngọt. Cái này ớt lạnh. Phần hải sản của cha. Con có con có cha có con ăn sao? Con phải trước rồi. Này cay á. Cay đúng không? Ừ. Cay con chừng cay chả sức chết mà. Còn ngọt. Con cha hình như không em. Con thích thương ớt hả? Mình có con như vậy đúng á. Chứ con thích thương. Đây đi ăn thử rồi, ăn thử cái phần này coi. Cái con có phần sau kìa. Đúng thì rồi. Đây là trứng vịt. Đây là trứng. Con thấy tôm, nha. Mực. Trứng tôm mực. À. Tép. Tép nè. Con thấy nha. Con thấy giống cái trứng ốc là giống đĩa bài hơn. Tép. À, đây là có cơm ngon. Đây có cơm nữa nè. Cha thiếu tép ạ. Dạ giờ gấp qua. Dạ. Yeah. À, để cho người ngồi á. Ăn đi luôn đi. Ừ. Để cho người ngồi á. Xét cái dịch ra. Bỏ ăn. Cái gì qua phim. Xịt nước tương vô. Đây ăn thử rồi. Giá nóng. Rồi, để ăn còn đợi cho kem nó ăn nữa. Dạ ăn trước đi con còn. Tới cái con này cha. Kem có thịt bò. Có nóng nghe con. Trong cái chai chưa đâu. Rồi. Nhưng mà của cha không có cà chua. Con có cà chua à? Đây là một phần là 80 ngàn, phần này 80 ngàn, phần này có con cây cũng 80 ngàn luôn. Mốt qua. Hai phần 80 ngàn. Ăn thịt bò được không? Được. Cơm trứng nè. Qua luôn ha. Đó bỏ qua cho ăn. Từ từ cho ăn, từ từ cho đừng gấp quá chứ.
từ từ rồi ăn đi con, từ từ dịch cái chén lại nghe. Ngon không? Tôi thử cái chai coi. Thêm chai không? Đâu có cay đâu. Rồi thôi à, để cho chó Ken ăn cái dần cũng đi ăn nha các bạn. Các bé thấy ngon không? Đây là cơm, ăn cơm đi. Cho sữa nước luôn chứ còn rồi. Dạ xuống thằng máy không? Dạ. Dạ hả? Rồi đi xuống đi qua siêu thị mới, siêu thị cũ. Đi lại đây, bên đây xuống nè. Đúng hả? Ừ. Xuống. Dám đi thang không? Đi bên này, đi bên đây nè. Đi bên đây nè. Hết rồi, xuống gì nữa. À, đúng rồi.